Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cây Công Nghệ, mình là Amikha đây. Như vậy là Apple đã tung ra thiệp mời dành cho ngày 14 tháng 9 sắp tới, sự kiện chính thức của Apple về những sản phẩm mới của công ty. Thì với những cái thông tin mà mình tổng hợp được gần đây ấy, thì cái sự kiện này sẽ là sự kiện Apple giới thiệu ra mẫu iPhone 13 mới nhất. Đầu tiên thì về cái khoản thiết kế thì năm nay iPhone 13 nó sẽ có những cái thay đổi thiết kế như sau. Nhiều người đánh giá rằng là có những cái thay đổi chỉ để cho có, và có những cái thay đổi thì nó rất là thiết thực. Ví dụ như là về phần cụm camera sau trên thế hệ iPhone 13, chúng ta sẽ có một cụm camera được đặt theo đường chéo chứ không còn là kiểu chiều dọc như là trên thế hệ iPhone 12 nữa. Đó, thì đó là cái sự thay đổi mà kiểu mang tính chất cho có, không biết là nó có cái công thái học gì không. Tại vì chúng ta có thể thấy được rằng là thiết kế của cụm camera trên thế hệ iPhone 11 như iPhone 12 ấy, nó vẫn là theo chiều dọc như thế và chúng ta không thấy được cái sự bất tiện. Còn về phần mặt trước thì chúng ta sẽ có là một cái sự tối ưu liên quan về cụm tai thỏ, khi mà giờ đây chúng ta sẽ thấy rằng là kích thước của nó sẽ được thu nhỏ lại khoảng 45% so với lại một cái tai thỏ tiêu chuẩn như là trên thế hệ iPhone 11 như iPhone 12. Tại vì là nó đã có chúng ta là một cái cảm biến Face ID nhỏ hơn khoảng 50% so với thế hệ trước đó. Đi kèm với đó là Apple đã dời cái phần loa thoại lên trên phần cạnh viền. Đó, nên là thành ra là chúng ta có thể thu hẹp lại những cái cảm biến Face ID ở bên dưới, đó, sát lại gần nhau hơn. Thì đó là lý do mà giúp cho cái cụm tai thỏ này nó bé hơn. Rồi, còn về phần màn hình thì trên thế hệ iPhone 13 chúng ta vẫn sẽ có là một cái màn hình rất là bình thường, phổ thông, không có tần số quét cao 120Hz. Tuy nhiên thì lên với những cái phiên bản Pro Series ấy, bao gồm là 13 Pro như 13 Pro Max, chúng ta sẽ có cái tần số quét là 120Hz ProMotion, cũng như là nó sẽ sử dụng cái tấm nền LTPO. Tấm nền này thì nó sẽ giúp cho tùy chỉnh được từ 1 đến 120Hz luôn các bạn nhé. Như vậy thì về cái khoảng mà tối ưu điện năng nó sẽ triệt để hơn rất nhiều so với cái việc là kiểu chi móc ra bao gồm là 60, 90, 120 như là một số các chiếc điện thoại Android bây giờ. Mà đơn cử như là cái chiếc Snapdragon G6 ấy, thì nó cũng sẽ sử dụng cái công nghệ màn hình này giúp cho chúng ta có thể tùy chỉnh được cái tần số quét từ thấp đến cao như thế. Về phần hiệu năng thì trên thế hệ iPhone 13 sẽ được trang bị con chip A15 Bionic. Tuy nhiên thì về cái khoảng tiến trình nó sẽ không có sự chênh lệch nhiều. Đó, theo như một số các tin đồn gần đây thì nó sẽ sử dụng tiến trình là 5 nanomet plus. Thì với cái công nghệ này gần như là nó không có cái sự gọi là nâng cấp về cái khoảng tiến trình. Còn về số lượng bóng bán dẫn thì nó sẽ được tăng thêm khoảng 2 tỷ bóng bán dẫn. Tức là so với lại thế hệ A14 Bionic chúng ta sẽ có khoảng là 11,8 tỷ bóng bán dẫn. Thì lên với cái con A15 Bionic này chúng ta sẽ có là khoảng 14 tỷ bóng bán dẫn. Đó, thì về khoảng hiệu năng thì nó cũng sẽ không tăng nhiều, khoảng 7% so với thế hệ trước, cũng như là tiết kiệm năng lượng hơn khoảng 15%. Về camera thì kích thước tổng thể của cái cụm camera sau trên thế hệ iPhone 13 Pro như 13 Pro Max nó sẽ được tăng thêm khoảng là từ 10 đến 20%. Đó, thì về cái khoảng mà tăng cái kích thước cảm biến như thế này sẽ giúp cho chúng ta có một cái khả năng thu sáng tốt hơn. Đó, và cho ra những bức ảnh chân thật hơn. Chưa kể thì về cái khoảng camera góc trọng, nó sẽ có thêm là một lớp ống kính nữa, tức là tổng giờ đây nó sẽ là 6 lớp ống kính thay vì là chỉ dừng lại là khoảng 5 lớp ống kính như là trên thế hệ iPhone 12, iPhone 11. Đó, thì về cái khả năng như thế này thì sẽ giúp cho cái camera góc rộng cho ra chất lượng tốt hơn. Và các bạn lưu ý một điều rằng là về cái khoảng camera góc rộng ấy, thì trên thế hệ iPhone 11 cũng như là iPhone 12 tiêu cự nó cố định, chứ nó sẽ không có cái khả năng lấy nét tự động. Còn đối với lại thế hệ iPhone 13 thì đã có rất nhiều người xác nhận rằng là trên thế hệ này nó sẽ có cái khả năng lấy nét tự động bằng camera góc rộng. Và chúng ta sẽ có những cái tính năng đặc biệt khác mà trên thế hệ iPhone 13 này được trang bị. Ví dụ như là Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E thì thực chất nó là một cái Wi-Fi 6 mà có thêm một cái băng tầng nữa. Wi-Fi 6 thì chúng ta sẽ có hai băng tầng bao gồm là 2.4GHz và 5GHz. Thì đối với lại Wi-Fi 6E chúng ta sẽ có thêm là một băng tầng 6GHz nữa, giúp cho về cái khoảng khả năng kết nối là nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Cái tính năng đặc biệt tiếp theo đó chính là gọi điện bằng vệ tinh. Thì thực ra cái này nó liên quan đến về quyền riêng tư theo dõi các thứ, nên là hiện tại trên thế giới đã có 13 quốc gia mà họ rất là đề cao cái quyền riêng tư này, chặn cái công nghệ này. Cái này thực chất là chỉ dành cho những cái trường hợp nó khẩn cấp thôi, ở những nơi lũ lụt thiên tai rồi sóng sánh nó không ổn định cái thứ này kia, thì cái công nghệ này nó sẽ cực kỳ là cần thiết trong những cái điều kiện như thế. Về phần pin thì cũng là một điểm nâng cấp rất lớn trên thế hệ iPhone 13 năm nay, khi mà tùy tuần mỗi phiên bản các bạn nhé, nó sẽ có cái sự nâng cấp khoảng là từ 200 đến 300mAh. Riêng cái chiếc iPhone 13 Pro Max thì so với lại iPhone 12 Pro Max nó sẽ có cái sự cải thiện là từ 3600 lên 4300 cơ.
đây là một dung lượng pin lớn nhất ở thời điểm hiện tại cho một thế hệ iPhone như thế. Và cái chiếc iPhone 13 Pro Max sẽ là cái chiếc máy được kỳ vọng nhiều nhất, sẽ được xem là một cái chiếc máy hoàn thiện nhất của Apple từ trước đến giờ, khi mà nó vừa khắc phục được điểm yếu cũng như là vừa có những cái nâng cấp rất là đáng giá. Về cái khoản sạc pin thì với một cái dung lượng pin đã được nâng cấp như thế thì công suất sạc nhanh trên cái thế hệ iPhone 13 mới cũng sẽ được nâng cấp thêm từ 20W so với thế hệ trước đó, thì bây giờ chúng ta sẽ có là khoảng 25W. Đây là một sự nâng cấp nhìn chung là nó sẽ không quá là khủng khiếp như là thế giới Android, tuy nhiên thì đây cũng là một cái điểm cải thiện đáng kể. Tại vì sạc iPhone nó quá chậm đi các bạn à. Sạc mà luôn luôn mất trên 2 tiếng như thế là rất là khó chịu luôn. Còn về phần mức giá thì theo như một số người dự đoán tại thị trường Việt Nam khi mà nó về, với phiên bản iPhone 13 mini sẽ có mức giá dao động tầm khoảng là 18 triệu, iPhone 13 sẽ là 20 triệu, iPhone 13 Pro sẽ là 26 triệu và iPhone 13 Pro Max sẽ là dao động tầm khoảng 31 triệu. Thì đó là những cái thông tin mà mình cập nhật được và tổng hợp lại. Không biết là trong sự kiện Apple ra mắt thì nó sẽ đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng mà mình nghĩ đây là cái những cái thông tin mà có cái tính xác thực rất cao. Tại vì là trên khắp mọi cái châu lục như thế, từ Úc tới Mỹ thì đều có những cái nguồn tin nó giống nhau như thế này. Đó, nên là thành ra là mình có một cái sự tin tưởng rất cao với những cái nguồn tin mình cung cấp đến cho các bạn. Rồi, còn các bạn nghĩ sao về thế hệ iPhone 13 mới thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.